Hồ Tà Đùng Đắk Nông. Hồ nằm trong vườn quốc gia Tà Đùng, có diện tích hơn 22.000 ha, thuộc huyện Đắk Lông, tỉnh Đắk Nông, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45 km, men theo quốc lộ 28. Hồ đẹp nhất vào mùa trữ nước từ tháng 7 đến tháng 12. Khi đó, nước hồ dâng cao, trong xanh và những cơn mưa giúp cây cối trên các hòn đảo xanh tốt. Du khách có thể di chuyển bằng thuyền để thưởng ngoạn trọn vẹn cảnh quan nơi đây, thăm các nhà bè nuôi cá của người Mạ và tổ chức các buổi picnic bên hồ, tận hưởng không gian yên bình. Thác Reynu, Đắk Lắk. Thác cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30 km, được ví là món quà kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho Đắk Lắk. Đến đây, bạn sẽ choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên xanh mát và khoáng đạt. Ngoài chụp cảnh sống ảo, nơi đây còn thích hợp cho những cuộc dã ngoại tập thể, cắm trại, thưởng thức những đặc sản Tây Nguyên. Biển Hồ Chè, Gia Lai. Biển Hồ Chè nằm tại huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 13 km về phía bắc. Do vị trí nằm ở phía bờ bắc của biển Hồ Tơ Nưng nên người dân trong vùng gọi nơi đây là Biển Hồ Chè. Cái tên cũng thể hiện sự rộng lớn của đồi chè. Sáng sớm khi sương còn đọng trên lá, du khách tới đây sẽ thấy vẻ đẹp tinh khôi và tràn đầy sức sống của ngày mới. Chùa Minh Thành, Gia Lai. Chùa Minh Thành được mệnh danh là ngôi chùa đẹp nhất tỉnh Gia Lai và là niềm tự hào của người dân phố núi Pleiku. Được xây dựng vào năm 1964 đến năm 1997, chùa được trùng tu và xây mới. Sau quá trình trùng tu và tôn tạo kéo dài hơn 10 năm, chùa Minh Thành đã khoác lên một chiếc áo hoàn toàn mới với vẻ đẹp phương Đông với ảnh hưởng của kiến trúc Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan. Măng Đen nằm ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển, thuộc huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Nơi đây quanh năm mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 22 độ C với nhiều cây cối và hoa rừng hoang sơ. Ngày nay, nơi này là khu du lịch sinh thái quốc gia, sở hữu rừng nguyên sinh hùng vĩ với thảm thực vật phong phú cùng hàng chục hồ và thác nước. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi yên bình ngắm núi rừng bạt ngàn thì Măng Đen là điểm đến gợi ý. Nhà thờ gỗ nằm giữa rừng xanh cao nguyên bạt ngàn, mang vẻ đẹp mộc mạc mà ấn tượng. Nhà thờ xây bằng gỗ cả chít, xung quanh là những bức tường được làm từ đất trộn rơm. Với sự khéo léo tỉ mỉ, người nghệ nhân đã tạo nên những khối hoa văn trang trí với đường nét phóng khoáng mang đậm nét Tây Nguyên. Đến đây bất cứ mùa nào trong năm, bạn sẽ thấy những con đường hoa tô điểm sắc trắng hồng rực rỡ, giúp không gian thơ mộng hơn. Đây còn là điểm check-in lý tưởng thu hút nhiều bạn trẻ. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, bảo tàng là điểm thu hút đông đảo du khách. Thiết kế của bảo tàng mang đặc trưng vùng đất Tây Nguyên kết hợp với kiến trúc phương Tây sang trọng. Nổi bật nhất là những ngôi nhà với đường cong lạ mắt dựa theo kiến trúc nhà dài và sóng âm từ tiếng chuông ngân cách điệu. Nơi đây còn trưng bày nhiều hiện vật về lịch sử cà phê Việt Nam và thế giới.